Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Ý Thiên TV cho phần chơi Minecraft Sky Factory 1 Cùng với ỷ Thiên Cha và quyến một đàn con luôn nè Quá chừng con luôn Bây Giờ thì số lượng con mình cũng không muốn tăng lên nữa hả bạn Mỗi lần tăng lên nữa nó đau đớn lắm cho nên chúng ta không có tăng lên Ở trong tập trước thì ta đang bắt đầu xây dựng một căn cứ mới Rất là khổng lồ luôn nha, hàng khủng luôn đó, bự lắm Và nó đã thành hình nó trở rồi kìa, Kìa chưa nhưng mà nhìn cái góc này mắt lòi thấy ghê quá Thôi đừng nhìn nữa, nhìn ghê quá Đó, và nhìn lên trên đầu mình một khối cầu khổng lồ luôn Mình đã hoàn thành cái việc đó Và khi làm cái khối cầu này ra, bên đây không có còn miếng ánh sáng nào hết trơn hết á Thành ra cây trồng mọc không có được Chúng ta sẽ cần phải bay lên trên đó Chắc ta sẽ cần phải lấy theo GPS rồi Đây là GPS data để mình có thể bay lên trên rồi bay xuống dưới nó đỡ mất công ha. Ta bay lên đó rất là cao và cũng rất là xa nữa và khối cầu này chưa được trang trí chỉ mới làm bằng đá cuội mà thôi leo lên trển cái và trên đây á vào buổi tối có được một vài chỗ có tuyết chuẩn bị đón giáng sinh nè bây giờ để lên đây một cái nha lên đây một cái cái chỗ này là chỗ trung tâm thì à, chắc mình đánh dấu chỗ này luôn đi mà đánh dấu chỗ kế bên đi để chúng ta có thể dịch chuyển lên trển cho nó đỡ mất công vô đây Overworld Cái miếng đó thì có thể là đem xuống để coi thì chúng ta có thể chỉnh cái tên lại Và đây với đây Ok luôn Nói chung là ta có thể di chuyển được Nó khỏe hơn Trời qua cho nó sát bên luôn đi Nether DN N này đưa về cuối Đưa về vừa vừa thôi Đừng đưa về cuối quá Đâu Đó 1 với 0 không. không là ở dưới, một là ở trên đây và trên đây là 199 Ngái cục này là 199 Mình đang đứng là 200 Đã chưa? Một cái khu vực rất là rộng Ở à, trong tập trước thì chúng ta cũng có được Một cái chỗ đang uh, Khoan 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 bấm lộn Bấm cái này mới đúng Trong tập trước thì chúng ta cũng đang Cho thêm được một cái cây Để trồng kim cương Giờ đi xuống đây Cây kim cương ở bên kia Đâu cây kim cương đâu và kim cương đã mọc và mình để ý á là nó mất đi hai chỗ. Thì tại sao lại mất hai cái cây này khiến mình suy nghĩ. Theo mình dự đoán là có thể là do cái cục bên dưới nó mất đi cho nên nó như vậy. Thì à, rút kinh nghiệm là ta chỉ nên trồng một cái khu vực của cái cây trồng này á là 9x9 /9 thôi cho nó dễ dàng chắc cú ha. Và 9x9 /9, bây giờ kim cương năm trăm mấy. Năm trăm mấy năm trăm mấy là cũng tạm ổn để chúng ta có thể làm được kim cương đâu rồi right. để tôi chưa làm kim cương cái coi bỏ vô đây chín cái lận chín cái đó giờ kim cương nè kim cương nói chung là công thức này nó hơi bị mắc tiền giờ làm thêm phát để mình có kim cương mình xài và muốn thì mình làm thêm thôi không có vấn đề gì hết và bây giờ ta sẽ cần phải lên trở lần nữa đó tại vì Ta sẽ còn có công chuyện ở trên. Công chuyện này rất là quan trọng luôn. Mình muốn trồng thật nhiều những cái cây của Mystical Agriculture để có khoáng sản cho nó thật là thoải mái luôn. Vì thế, à khoan, chúng ta sẽ cần phải tập cái này ra một cái, cấp điện về cho khu này bắt đầu sản xuất lên. Để mình còn có thể vô bắt đầu nghiền khoáng sản kiếm thêm uh, những cái prosperity shard nữa. Chủ yếu là Raspberry sát trước để chúng ta làm thêm ha. Mình đã lấy thêm những cây đốt và có thêm được một cái thép measure hay là cái thước dây á, thước kéo á. Để chúng ta có thể đo đạt lại. Và đây là những cây đốt nè. Giờ nó chuyển hết một mới vô lên chơi rồi. Giờ ta sẽ lấy cái này đo về phía bên đây. Thì cái đường kính của nó là 135. Như vậy chỗ này sẽ là một là 67 bảy thì 135 chúng ta chia làm đôi từ một ô giữa ra cộng đó vô đúng rồi nói chung là mình không có tính mấy cái này đâu cái này là máy làm chắc chắn là đúng máy làm mà còn sai nữa đó. thì thôi luôn không có gì để nói nữa trên đó rồi và theo như kế hoạch xây dựng hiện tại chúng ta sẽ cần phải có một cái chỗ để có thể trồng những cái hộp giống của Mystical Agriculture lấy mở xuống đây có quái kìa có cái con kia nó đội cái nón uh, bé mực vui quá top hết <laughs> con mực mà còn đội thấp hết nữa vui đâu đổi coi đổi coi bắt lòi thì cũng vui nhưng mà lâu lâu đổi gió hết thấy bé thiên con luôn ủa mà sao Hồi nãy thấy con mực còn đội nón nữa mà đâu rồi rồi à, không có hả Ơ kỳ nha thôi quay ngược lại đi nãy thấy con mực đội nón cái mình đổi thêm con mực lên nó vui vui luôn ở đây là phía bên trong hả bạn rất là rộng rãi thì mình sẽ cần phải cắm thêm bốn cây mega torch ở bốn góc để ngăn chặn tình trạng xuất hiện nữa nãy quên lấy mega torch lên chắc xuống lấy luôn đi nói làm luôn còn nhớ còn làm luôn cho nó nhanh chứ phải chuột cái chúng ta đi xuống dưới teleport cái này nó sẽ hơi chậm chút nhưng mà được cái là cũng thoải mái chỉ cần kết hợp với lại ender pearl là xong rồi mega torch đâu ấm Bang. Được, 5 cây. 5 cây là cũng đủ xài rồi. Anh lên chỗ. phải chuột, ba lên chỉnh Từ từ, và được dịch chuyển. Rồi, vô trọng. Có Enderman không? Không có Enderman. Tại vì có Enderman cho Enderman một cây. Và bây giờ từ đầu này đến đầu này chúng ta cần phải đo đạt lại một cái. Cái thép measure. Đây. Từ đây xuống đây năm ô ok vậy là bắt đầu từ đây đúng không chị cắm ngay đây luôn đi cắm ngay đó và có con xương Hay cắm ở dưới đi ui da giỡn hả cưng dám giỡn bay qua đầu bên kia cắm xuống dưới một chút ha cắm xuống dưới ở trong này á là tối thui à mình đang có khả năng nhìn trong đêm cho nên nó mới sáng chân như vậy nè rồi còn cây kia đem xuống thôi cắm xuống rồi là không có còn con quái gì nữa hết trơn á hết đó vô đây đập ra rồi theo như tính toán của mình hy vọng là sẽ không có gì thay đổi nữa ha thì ngay tại đây chúng ta sẽ cần phải có một cái sàn người ta đây nè chúng ta sẽ cần phải làm một cái sàn đi ra ngoài kia <laughs> nghĩa là phải lấy tắt củi xuống kéo á rồi nó sẽ dư được từ đây đến đây là 5 ô ok luôn á tại vì mình luôn luôn giữ một cái số lẻ ở ngay đó ha rồi bên dưới này từ từ xử dậy trước đi từ từ xử Đắp sáng một cái lên trên mặt đất trở dễ tính sau một hồi sử dụng hết tất cả những kỹ năng làm toán của bé thiên bảy tư rưỡi thì mình đã thấy được đây là cái chỗ mà mình quyết định sẽ có những cái sự thay đổi nè thì bên dưới đó từ từ chúng ta tính tiếp, tính ở trên mặt trước. Rồi giờ mình cắm cái đuốc ở đây để mình làm dấu ha. Rồi xong mất cái dấu luôn. Sét tình thì đầu này đến đầu này thôi nè. Mình tận dụng một cái sàn của bên cái builder á để mình có thể biết được cái vị trí nó nằm ở đâu cho nó dễ. Rồi ta đo đạt lại một cái. Như đó là 8 chính xác, 8 hết á. À tính tổng á thì đầu từ cái đuốc đầu này đến đầu này sẽ là 17 tám tám mười sáu cộng một mười bảy hay quá không cần bấm máy tính luôn hãy chờ hãy vận dụng kỹ năng toán học của bé thiên chưa rồi bé thiên chỉ biết tính được ở dưới 100 thôi mà cái nào mà lên trăm là bé thiên tính không có nổi hả bạn tính sai là chuyện bình thường ha cho nên các bạn đừng có bắt bẻ bé thiên mới có bảy tui rưỡi à làm toán vậy là giỏi rồi rồi à, bây giờ ở chỗ này á thì mình sẽ cần phải đổi sang cái terror class đi xuống dưới hốt mở terror class lên chắc rất xuống cho nhanh Tôi tới đây Terror Class ơi Thì tại sao mình cần có Terror Class Là bởi vì Ta để dưới đây nó cũng đâu có xài được gì đâu Em lên chảnh nó sẽ tốt hơn Rồi Terror Class của tôi Vô trong đây Tưởng đi đâu mất chứ Khóc hận luôn á Cái kiến này làm rất là mắc tiền ha Cho nên nó mất là khóc hận à, Vô trong này lấy hết Ok luôn Bay lên chảnh Bây mình nói ba lên chảnh là chơi cái này cho nó gọn Và xuống đây bấm shift phải chuột tele lê lên cái rồi không cho tele nữa rồi hết rồi không còn ender pearl cho nên không có cho mình tele lê lên chảnh bắt mình phải bay lên trên đó xa quá xa luôn có cái gì hỗ trợ đi tới đi lui nhanh không để nhớ coi đó có một vài bản mod bữa mình có thấy để lát nữa mình làm ha rồi ở trong đây ở bên kia chứ sao làm đầu sao mút chỉ vậy đầu nào vậy đầu này hả rồi đây ở bên đây á thì ta sẽ cần phải đập chỗ này ra ta đập đi về mỗi hướng sẽ là chín ô ấy gì bốn ô chứ bốn ô nha một hai ba bốn nè Để đập ra từng cục trước đi để biết nghĩa là chỗ này mình sẽ bắt đầu trồng trọt á mà trồng trọt thì trồng ở bên dưới chứ không phải trồng ở trên mặt 4 2, 3, 4 Đó Bên dưới đó sẽ là chỗ trồng trọt Và chỗ này là chỗ mình ốp cái kiến vô Mình muốn nó thiệt là đẹp Cho nên mình có tính toán à, Có chỗ này nó hơi khó khăn một chút thôi Khi mà đi qua những chỗ này nè Nó sẽ dời vô chút xíu, dời vô chút xíu Thì mình tính làm sao á Mà những cái phần này nè Mình chỉ cần dời vô một ô thôi Ví dụ như ở đây đúng không thì có thể ta sẽ có khoảng cách ra Còn không có khoảng cách cũng được Và ta sẽ cần phải có 74 cái Hôm, hôm bữa tính Hồi nãy tính hay hôm bữa tính gì đó Mấy cái hộp giống á Phải đi đếm thử coi Ở trên cái sàn này chia ra được bao nhiêu Cái đó là công phu nữa Ủa còn đây hai hộp giống Solium Base À cái này không có trồng được Giờ đếm lại cái này nè Là biết được ha Thì số lượng hộp giống là bao nhiêu Chúng ta sẽ cần phải chuẩn bị bao nhiêu chỗ rồi chỗ này chắc đắp cây đuốc lên lại đi Cho nó dễ tính toán này nọ Không có quái đâu nha chắc chắn luôn Cắm Megathod um sùm hết trơn rồi Có quái nữa mới lạ đó Rồi qua bên đây 1, 2, 3, 4, 5 Giờ xuống một cái Cứ dậy tính tiếp 1, 2, 3, 4, 5 Ủa mà khoan đếm đúng không vậy Ở đây phải là 10 mới đúng 10 nha Tại vì nó tới hai bên lận là... Ê 8 chứ 8 8 Kéo ra Thấy tới 8 là ok 8 đó Thì thắp sáng ở đây Đâu Coi thử coi Đúng không 1 2 3 4 Hay quá 1 2 3 4 Cứ như vậy Mà mình sẽ bao hết khu này lại luôn sau một khoảng thời gian rất lâu dần vũ làm đủ trò hết trơn các bạn ơi thì cuối cùng <laughs> mình cũng có được một cái khu mà mình cảm thấy ưng ý tại vì hai cái chỗ này ráp vô nó ra một cái số nó còn dư ra một chút ha nó dư ra mỗi phía hai ô Nà, dư ra mỗi phía hai ô mình đi từ đầu đó qua từ đầu đó qua cái còn lại khúc giữa phải suy si tính làm sao cho đẹp nói chung cái này nếu mà ai không quan tâm thì cứ gắn thì theo chiều kim đồng hồ hay là ngược chiều đồng hồ đó đi một vòng là xong xuôi hết trơn hết đó, đó. Nhưng mà mình thì mình muốn nó đẹp một chút. Thì nếu mà chúng ta tính ra thì tính từ đây đi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 thôi nha, không có tính đến đây. Tại vì tới đây nó nó giáp vòng rồi. Thì ta sẽ có được 10 chỗ để có thể trồng hộp giống mười chỗ mà nhân cho 4 nghĩa là chúng ta có một cái đường tròn nó sẽ chia làm 4 phần mà thì nó sẽ có được là 40 thôi. 40 nếu mà nhân đôi thì sẽ là 80. Nhân đôi là sao? Nhân đôi là mình sẽ trồng một cái khu này sẽ có loại hai hộp giống. Thì bắt buộc là ta sẽ cần phải chia ra như vậy. Có những cái hộp giống nhìn lại ta không có cần hoài. Ví dụ như rose go, đâu có cần thiết phải trồng một mình nó, đúng không? Rồi cái gì nữa? Rồi uh, mandolin gì này nọ Là cũng không có cần phải chồng một mình nó nữa nè uh, Hepatizen nữa nè Mấy cái này là kim loại Của bên tinker construct Nhưng mà mình nghĩ là không có cần Phải có một mình nó hay là một cái ruộng Chính nhân chính Chồng đúng mọi cái loại này thôi Và queen Slam cũng vậy Mấy món này nhiều khi chế tạo đồ tinker qua một lần rồi thôi à Đâu có cần nữa Cho nên chúng ta sẽ ưu tiên những cái khác Những cái trên đây Những cái gì mà mình cảm thấy Ví dụ như turtle Con rùa rượu tao đâu cần nhiều đâu, cái này có được một công thức duy nhất thôi. cho nên chúng ta sẽ gom lại ha, cái gì không cần chúng ta sẽ gom lại thì nó sẽ giảm bớt được số lượng đi và tập trung. ví dụ như có mà dư ra những cái ruộng nào á, mình sẽ nhét vô thêm những cái cây mà mình còn thiếu hay là mình cần phải đẩy mạnh cái cây đó lên. và nhờ vào cái này thì mình dễ mình định hướng hơn cái vòng ngoài. vòng ngoài này cả buổi luôn á, nhất đầu kinh khủng luôn, hồi nãy còn làm sai nữa, chỗ này nè. Nó không có giống qua đây Nó không có nhìn thẳng từ đây ra đó Giống lên nó không chính xác Nó lệch qua ô Cái mình đứng ngoài Ủa sao đây nó thiếu ô Nó hụt ô là sao Cái qua đây kiểm tra lại Thành ra là Làm là phải chuẩn Làm mà là không chuẩn thì nó khó chịu lắm Đó giờ nói chung là chỗ này ok rồi nè Nó chỉ có Khoan 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 Bậy quá nha Khoan 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 Ở đây ở đây quên, quên 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 Thấy chưa Thấy chưa Quên chút xíu thôi đó à à à mới phát hiện chỉ làm sao 10 được chín thôi chín thôi không 10 được rồi tại vì vô đây nó chập vô nó quất cho một phát ok luôn chập vô rồi quất cho một phát rồi nè như vậy khúc giữa này là không có hả? Uh -huh mình đã phải tính toán rất là kỹ để không có để những cái ruộng này nó chồng lên nhau ha nó vừa tới sát cái mép này nè hay là sát cái rìa của cái bờ này một cái á ví dụ như em này vô rồi tới đây thì cái này nó còn đi xuống nữa cái này nó còn đi ruộng ra mà đi xuống nó xuống tới đây nó xuống tới đây nó xuống tới đây và nó xuống nó qua đây người ta đánh dấu một cái còn bên đây nó xuống cái này ra đây nè đó đánh dấu như dễ coi ha rồi cái này nó gợp vô đây là dày vậy đi dày Đó Ok luôn Rất đẹp Mà nhờ nhìn lại mới thấy Bây giờ nãy giờ làm qua mắt luôn á Nổ đơm đớm con mắt luôn Rồi còn chỗ này nó quá nhỏ Có cách nào để chúng ta nhét vô thêm được gì không Nếu mà chín chín bốn chỉ có 36 thôi Tổng cộng là có 72 cái hộp giống Mà có 36 chỗ Ôi đẹp luôn 72 chia 2 thành 36 Đúng không? 72 chia 2 thành 36 Vậy là sẽ có cái chia vô Ôi, vừa đủ đẹp luôn Tự nhiên nó đẹp cực kỳ luôn ở này hên ghê luôn á Vụ này hên ghê luôn á Thì ở đây Một số chỗ này Mình sẽ coi lại Để coi ví dụ như ở đây nè Nó có xa quá không? Đó, chúng ta sẽ coi Ví dụ như ra đây nó có gần qua cái mép hay không? Tại vì cái chỗ này á Nếu mà định xác định cái vị trí á thì uh, nếu mà nó dư nhiều đầu này không đẹp mà nó dư ở đây ít cũng không đẹp thì có thể chúng ta sẽ dời xuống một ô Chỗ này chắc dời xuống một ô được nè nghĩa là chỗ này sẽ dời xuống hai ô còn ở đây thì dời xuống một ô ở đây uh, hai ô và ở đây ở đây một đống đây là thêm một ô nữa nó sẽ đẹp hơn đây coi chừng có một khúc chút xíu vậy thôi đó <laughs> Rồi như vậy là mình sẽ đi chuẩn bị chúng ta sẽ cần có rất là nhiều kiến này mà kiến này thì cứ từ từ mà làm đừng gấp gáp cần phải có mấy cái lá cây bông bông nghiền đất đất gì cũng ra hết hay là cost đất chỉ là cost đất thôi thì mới ra được cái bông đó cost đất này không khó như vậy à, mình sẽ có thêm một vài chỉnh sửa nữa để cho nó đẹp đúng như là ý đồ của mình và chỗ này khi mà nó xuống đây nè Nó xuống đây và nó gom lại thì sao Chúng ta coi sẵn coi luôn ha 4 ô 4 ô 4 ô nằm đây Cái này nó gom vô nằm đây Nằm ở đó Đó thì bởi vậy người ta nói người ta dời xuống chút xíu là cho nó đẹp là vậy á Rồi quyết định Ở đây mới có 3 ô à 4 ô đây nè Lộn dời lộn dời mình không có quan tâm là nó sẽ không có giáp hai cái góc này với nhau ha tại vì nó giáp cái góc đó nó khó làm lắm phải canh dữ lắm chúng ta chỉ cần canh ở một cái mức độ mà ta nhìn thấy ưng mắt là được cho cái khoảng trống ở trong đây đừng quá rộng thôi ok luôn rồi quyết định vậy đi mình đã mở những cái chữ thập xong xuôi hết rồi nè chữ thập này là tượng trưng cho một cái khu vực chín nhân chín ha đi về mỗi hướng 4 ô chín nhân chín chỉ cần trồng như vậy thôi là được Tại vì mình sẽ tăng tốc độ những cái món đồ bên dưới trồng lên rất là nhiều Chúng ta sẽ có cái đất xịn nè Farmland Supreme nè Rồi chơi thêm cái mặt kiến Terra Class này nọ nè Đó Rồi còn vứt thêm một cái cục uh, Của Mystical Agriculture luôn Nó có cái cục ở bên dưới á Cái cục này nè Supreme Crow Accelerator Quất một cục xuống dưới Thì cái tốc độ rất là cao rồi Không có cần phải lằn nhằn nữa ha chơi là chơi tới bến luôn rồi còn gì nữa à và chỗ này thì mình coi lại ta cũng có thể cố nhét vô được một cái khu nhưng mà nó không có được đủ chín x chín nó chỉ có phần còn lại với lại có chút xíu ngay đây thôi tại vì cái ngoài rìa này á là mình sẽ có một cái bức tường khác chắc chắn không phải ở đây là để đá cuội ha từ trường hợp nha nói vui rồi nha từ trường hợp á hả là dọn cái này quá lâu thì cái đá cuội này sẽ còn ở đây còn trần trên mặt là sẽ có một cái loại khác ha tại vì dọn cái phần bên dưới này á xây cái bức tường nó còn đơn giản chỉ xây cái khối cầu á nửa khói cầu nè ngồi đổi mấy cái này không á nhiều khi cũng khóc hận luôn á các bạn ghê lắm thì cái chỗ này á giờ để đây coi thử trước nếu mà cảm thấy ok quất cái gì đó vô được thì quất ha còn không thì khỏi cần cũng được không sao hết À, bây giờ ta cần phải đi xuống dưới làm một cái cây khác Xuống dưới xuống dưới Vô đây Mình cần phải đổ khuôn một cây uh, hammer Của tinh cơ construct Lục lọi ở trong cái thùng bên đây Đổ nghiền khoáng sản Thì ta có được 39 Gom lại là được Nhiều đây Nhiều đây thì chưa đủ Tại vì cái uh, cây này Cái này mình nhớ là cần tới 8 nó nói cần bao nhiêu vậy? Tám nó nói cần bao nhiêu hết trơn kìa. Giờ bỏ vô nấu coban lên, coban là được nhân đôi ha. Nhân đôi. Này nó nói cần nhiêu hết ta? Tại vì theo mình nhớ cái miếng này là cần phải có 8 nè. 88 là thấy 16 rồi. 16 là chắc chắn không đủ. Làm cái đầu bằng coban trước đi, ưu tiên ha. Nãy quên cắt cái đầu bằng sắt ra trước rồi. Bỏ trọng. Để vô. Đây, hai block là 18 á. Thì cái đầu này nó còn lại bao nhiêu? Nhiều quá, chắc là 8 thiệt rồi đó. Nó còn một block và một cục. Nghĩa là 9 cộng 1 là 10. 10 18. Rồi chính xác luôn. Chính xác luôn. Cái gì nữa? Rồi bây giờ chắc ưu tiên làm cái cán đi. Cái cán trước. Cái cán bằng coban. Rồi phần còn lại từ từ tiếp ta sẽ cần phải nghiền thêm netherrack thì mới có được thêm ha rồi giờ còn hai cái còn lại thấp tay đinh gì thấp uh, gì nó kêu là lát clay chứ không phải thấp tay đinh lát thì chơi bằng sắt bây giờ còn có 7 cái à cái miếng này cũng 8 cái luôn cho nên nó quy một bộ slash hammer này sẽ cần phải có 24 thổi đó một miếng ở trong đây là 5 block 5 in nè lát nữa coi biết liền ủa 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 thiếu một thiếu một thiếu một thôi hay hay ra là hay 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 cố gắng tìm ra luôn bây giờ cái này nó giảm bớt rồi hả nó chỉ cần bốn thôi kìa ổ dè yeah, luôn à, được quá nha được quá nha được nha bây giờ mình phải lấy cái búa ra cái ton hammer ra một cái cái mình đi mình đặt thêm để mình kiếm thêm. Với hy vọng là chúng ta sẽ nâng cấp được, nâng cấp được là quá ngon luôn. Chơi nguyên bộ bằng coban á cái tốc độ nó sẽ tốt hơn ha. Qua bên này liền. Uh -oh. để mình xử lý vụ này một cái. Rất là may mắn kiếm được đúng một cái cobo pit luôn. Gom lại. Rồi vậy là được hai cái. Và trong này còn ba cái dư được một thỏi Ủa mà khoan ơ uh ô -oh. sao đau lòng quá các bạn ơi làm này rồi á xài cây này xong rồi cần phải sửa bằng coban mới được nghĩa là chúng ta phải trồng coban chơi bằng sắt thì uh, ok rồi không vấn đề gì ha bằng sắt là quá tuyệt vời tại vì sửa bằng sắt nó dễ nhưng mà bằng coban là một vấn đề luôn á này đúng chịu chơi luôn nè à. rồi lỡ rồi chơi luôn đi cái chuyện mà sửa chữa chúng ta tính sao ha ấy cây này xuống ráp lại cái đã Vô Sledgehammer hammer Đó là cây thấp rod nha Thấp rod là cái cây cán nó bự hơn Và tốc độ của nó là 4.03 Ta coi trong này có thấy được Sledgehammer hammer mà Chỉ thấy được cây hammer thôi hả Vui à Cây bằng menulin thấy gì vậy Menulin Sledgehammer hammer Tốc độ là chỉ có 2.32 thôi Thì menulin nó thiên về sát thương rồi nó sẽ còn có những cái kim loại xịn hơn nữa Nhưng mà từ từ cứ bình tĩnh Vào thời điểm chúng ta có cái gì thì xài cái đó trước ha Còn xịn đến cỡ nào thì từ từ nếu mà chúng ta có được chúng ta mới xài Ai cũng mong muốn là có được những cái kim loại xịn nhất để làm vũ khí, làm trang thiết bị này nọ Nhưng tùy vào tình hình thực tế, mình đang có gì thì mình xài đó Thì cái này á, nó sẽ là 3 x 3 3 x 3 ra đây, coi cho đúng 3 x 3 đập ra À, nhớ cần phải à, mở em này lên nữa có rớt gì dưới không có ở trong này nhìn là hả bá cháy luôn bự khổng lồ bên dưới luôn nói chung là cái à, phong cách của mình á là mình sẽ nhét những cái món đồ không cần thiết đi xuống bên dưới hết còn cái gì mà mình thường sử dụng hay mình thường làm mình sẽ đem ở trên mặt đất chạy xuống đây qua bên này kiểm tra coi có cây hâu không ủa không có luôn chơi liền một cây hâu mới kim cương vậy nó mới ngầu kim cương nhưng chưa xong Ủa oh, Smith table có không à, dễ mà quất cái liền mà biết nó lên cái gì rồi đó nha bà con để đi xuống để mình nâng cấp cái chúng ta lấy ra đây Xây một vòng là được 8 cục netherite chơi như vậy nó mới gọi là chơi dữ dội nè đó netherite hưu ghê không <cười> <cười> quá dữ luôn. đây là một cái sự tận tâm vô cùng nghiêm túc luôn nha. để chúng ta có thể làm được cái farm land thôi chứ không gì hết. farm land đâu? Ủa không có miếng đất nào trăng vậy? À hả? Ủa cái giấy? Em có cục đất nào trăng ạ Đất đã về tới và bỏ vô để làm sub premium farm Ngầu chưa? Dữ chưa? sub premium luôn và còn uh, premium gì nữa quất luôn đi còn cái khói á cái khói premium đâu premium Đây chơi cái này luôn chúng ta làm công thức này một cái rồi bấm bấm và bấm thôi chỉ bấm thôi tại vì trong này có hết đó premium crow accelerator một phát được ba cục luôn ta sẽ cần phải có một hai ba nè một hai ba mình không chơi nước luôn nha à không đủ quên 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 không đủ rồi không có lấy theo rồi chín chín tám mốt lần nó thiếu một miếng đó và ở đây chúng ta có thể bắt đầu trồng những cái hột giống này ra được thì mình sẽ cho thêm vô sau rồi cho vô trước cho vô trước cái đã đã chưa nhưng mà nhìn màu đỏ này nó hơi nhức mắt hả bạn <laughs> đỏ xong rồi màu xanh đỏ quá đỏ luôn á gắn vô trọng gắn vô trọng còn một chỗ là ở đây một chỗ là ở đó mình còn dư ra được mớ nữa cứ từ từ rồi ta nhảy rớt từ phía trên xuống nó có bị bung hộp giống không không có nha và ngay tại chỗ này là ngay tại cục này nè bật cái này lên một cái quất vô Vô tăng tốc độ lên pro accelerator <laughs> chơi hơi bị quá dữ và tất nhiên là phía trên là sẽ có cái này nữa ủa mà tại sao mình phải kéo bằng tay ta tại sao mình phải kéo như vậy vậy không sướng hơn sao rồi kéo vô một cái và ta cũng không có đường đi luôn á ở trên đây nó không có bị che nữa thì bên dưới đó nó sẽ mọc cực kỳ nhanh ha đâu biểu diễn coi chưa thấy xi nhê gì đúng không tại vì dưới kia chúng ta còn tưới thêm nữa mà ở đây là hộp giống không thấy có tốc độ lớn <laughs> chắc phải cung cấp thêm những cái xô tưới watering can á để cho cái tốc độ của nó được tốt thiệt tốt luôn nó tóm lại trong ngày hôm nay căn cứ mới đã có chỗ để trồng cây của Mystical agriculture còn bây giờ mình sẽ tạm dừng tại đây và mời các bạn trong tập kế tiếp bye bye